Anh chị em thân mến, trong giây lát thánh lễ an táng cho anh Phêrô Bạch Văn Cao sắp sửa bắt đầu, quan tài đã được của nhà thờ và quý cha đã được đặt xuống để làm phép quan tài và rước lên thiên phía trần thánh. Gia đình nhà yếu chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý sư, tu sĩ lòng tất cả đến nhà nguyện tuần này dân đến cầu nguyện bây giờ cho anh Phêrô Bạch Văn Cao. Xin có một thông báo nhỏ là nếu ở dưới còn nhiều người chưa có chỗ thì còn rất nhiều ghế trên này và cha phần nhiều cũng lòng cũng được đó, chúng ta được ngồi trên giàn thánh phía sau bàn thờ trên này cũng còn chỗ nữa và xin anh em ban nhân sự hướng dẫn một cách khéo léo, nếu còn nhiều chỗ nhiều người chưa có thì những ghế trên này còn và đằng sau bàn thờ chúng tôi đang nói đây cũng có một chỗ ghế mà cha còn cho phép để người ngồi cho đủ số người thì đây hôm nay lòng là người hôm nay cũng rất đẹp, thân cũng hơi nhỏ một chút đối với chung quan khách và thân nhân hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Những lời chia sẻ và cảm ơn sẽ chạy về phía cuối lễ, nghĩa là sau khi chúng ta rước lễ. Còn bây giờ là hướng dẫn thánh lễ thì chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi ạ. Xin đón mời tất cả quý ông bà anh chị em từ các nơi thân bằng những cuộc bản hữu của cá nhân anh Cao, của gia đình chị Thanh cũng như của gia đình bà cố Nguyễn Thị Hảo của chúng tôi tại Anaheim đây. Đúng rồi, được trong sống này.